Chuyện lạ về tượng Phật Triệu Đô nơi địa đầu Tổ quốc. Những câu chuyện về hành trình của pho tượng Phật Ngọc cũng như những sự kiện xảy ra hàng chục năm về trước. Và khi đem sâu chuỗi lại, nhiều điều trùng lặp đến kỳ lạ mà không thể lý giải, khiến bất cứ ai cũng tò mò. Trước khi tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni thiền định an tọa tại chùa Thành Lạng Sơn, pho tượng này đã trải qua nhiều lần ngã giá đến cả triệu đô la Mỹ, thậm chí có người đặt cọc trước nhưng vẫn bất thành. Những người trong cuộc cũng không thể lý giải được vì sao lại có nhiều sự kiện, sự trùng hợp đến kỳ lạ như thế mà chỉ có thể tụ trung trong một chữ duyên. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở việc một pho tượng có giá trị lớn công đức cho một ngôi chùa thì không đặc biệt cho lắm. Nhưng câu chuyện về hành trình của pho tượng cũng như những sự kiện xảy ra hàng chục năm về trước và khi đem sâu chuỗi lại, nhiều điều trùng lặp đến kỳ lạ mà không thể lý giải khiến bất cứ ai cũng tò mò. Vị Phật tử đi cùng nói, đến nơi bạn sẽ được những người trong cuộc kể cho nghe tường tận, tôi biết đến đâu thì kể đó. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thiền định khi mới tạc xong, có doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã trả 1 triệu USD, khoảng 21 tỷ đồng và đặt trước 400.000 USD. Nhưng sau đó, người môi giới mua pho tượng này đã nâng giá lên 200.000 USD. Biết chuyện, chủ nhân của bức tượng là nghệ nhân Nguyễn Văn Cam, tên thường gọi là Ba Cam, không đồng ý việc buôn thần bán thánh, nên đã từ chối thẳng thừng dù phía doanh nghiệp đã đặt cọc. Nhiều doanh nghiệp cũng ngỏ ý muốn có được pho tượng quý này, nhưng không hiểu vì sao ông Ba Cam không nhận lời. Mà chính bản thân ông sau này cũng thừa nhận rằng, không phải chuyện giá cả, có tiền chưa chắc đã mua được, mà có điều gì đó kỳ lạ lắm, không thể giải thích được. Ông bảo, nếu cái duyên chưa đến thì dù có chắc chắn đến 99% thì cũng bất thành. Từ Hà Nội, hơn 3 tiếng đồng hồ chạy xe, chúng tôi đã đặt chân đến chùa Thành, pho tượng cũng vừa mới được cẩu xuống, vẫn còn bọc kín bằng vải đỏ. Tôi được chỉ gặp ông Phạm Xuân Phương, một đại gia đất Hà Thành, ông cũng là người đóng góp chính công đức cho pho tượng này. Ông Phạm Xuân Phương cho biết, tôi được một người bạn giới thiệu, có một pho tượng đặc biệt khó tin nhưng có thật là cây bồ đề mọc lên xung quanh. Tôi đã đến tận nơi nhìn tận mắt và xem có thật không. Đúng như những gì người ta đồn, tại xưởng đá của ông Ba Cam, đúng vị trí đặt pho tượng có 5 cây bồ đề mọc xung quanh. Sự kiện này đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem. Nhiều người cho rằng đây là một điều kỳ diệu ngẫu nhiên đến kỳ lạ, bởi cả khu đất trống 5 cây bồ đề không mọc lại xung quanh vị trí của tượng Phật, thật là linh thiêng. Lần đầu nhìn thấy pho tượng, tôi rất ấn tượng và đề nghị được gặp chủ nhân tạc pho tượng để trao đổi và nói chuyện nguyện vọng của mình. Sau vài lần hẹn gặp, tôi mới gặp được ông chủ của bức tượng. Tôi đặt vấn đề muốn đưa bức tượng về chùa Thành Lạng Sơn, trấn ải nơi địa đầu Tổ quốc. Lúc đó, ông Ba Cam bảo đã có một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đặt tiền mua, nhưng ông còn đang do dự chưa muốn bán. Một phần vì bận, phần vì ông không muốn đưa tượng Phật về đó. Sau một hồi suy nghĩ, ông Ba Cam bảo, nếu đưa pho tượng về Lạng Sơn thì tôi đồng ý, còn không thì thôi, tôi chưa muốn bán. Ông Phương kể, tôi không khó nhận ra ông Ba Cam với mái tóc dài lãng tử, giọng đặc người Đà Nẵng. Ông chia sẻ rằng, từ Nam ra Bắc, tôi đều có những bức tượng Phật ngọc đá quý do chính tay mình tạc. Bởi vậy, ngay khi nói đưa tượng về Lạng Sơn, không hiểu sao tôi rất vui và ủng hộ dù chưa biết sẽ được trả giá thế nào. Tôi rất thích và cảm động trước cách đặt vấn đề của ông Phương. Pho tượng không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn có ý nghĩa trấn ải nơi địa đầu Tổ quốc. Xung quanh pho tượng Phật kỳ lạ này còn là một câu chuyện của vị trụ trì chùa Thành, Đại Đức Thích Quảng Truyền, người đồng ý nhận pho tượng quý này. Trong tâm trí của vị sư trụ trì vẫn nhớ như in, một hôm có hai Phật tử ôm theo một túi vải được gói rất cẩn thận, đứng lấp ló ngoài cửa xin gặp. Hai Phật tử mới kể đầu đuôi câu chuyện chiếc áo cà sa mang từ khu thánh địa thiêng liêng Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ về đây để trao tận tay cho ông. Chuyện xảy ra cách đây hơn chục năm, một đoàn Việt Nam cả trăm người đến Bồ Đề Đạo Tràng vãn cảnh, thắp hương và khấn Phật. Điều bất ngờ, vị sư thầy ở một đất nước xa xôi khác về ngôn ngữ, văn hóa, đứng hầu dưới chân tượng Phật tổ giữa biển, người nhận ra có hai Phật tử người Việt.
Ông vẫy hai Phật tử lại gần và nhờ một thông dịch viên giúp đỡ. Sư thầy nước Ấn mới hỏi hai con là người Việt Nam và đến từ vùng địa đầu Tổ quốc phải không? Hai vị Phật tử gật đầu và vô cùng kinh ngạc, bởi sao vị sư thầy lại biết rõ như thế? Biết đã tìm đúng người, sư thầy cởi chiếc áo cà sa trên bức tượng Phật tổ, gấp gọn cho vào một bọc vải để mọi người không nhìn thấy và nhờ hai Phật tử về Việt Nam trao lại cho một vị trụ trì trẻ tuổi. Hai vị Phật tử nhận áo nhưng đáp, chùa ở quê nhà con chưa có sư, chúng con biết trao cho ai? Vị sư thầy này đáp, cứ cầm về đi rồi sẽ có sư thầy đến làm trụ trì. Ngày đại đức Thích Quảng Truyền về làm trụ trì chùa Thành, tuổi còn rất trẻ, mới tròn 30, nhận chiếc áo cà sa mà sư thầy tưởng mình đang mơ, vô cùng bất ngờ và lấy làm kinh ngạc. Bản thân sư thầy có lúc không dám tin, bởi ở một đất nước xa xôi mà vị sư thầy Ấn Độ như biết trước điều gì sẽ đến và sẽ có một vị sư trẻ tuổi về trụ trì ở một tỉnh mà Phật giáo còn non trẻ chưa phát triển. Từ ngày nhận được chiếc áo quý, sư thầy Thích Quảng Truyền cất giữ rất cẩn thận và chưa bao giờ mở ra xem lại. Nói về mảnh đất xứ Lạng, chùa Thành tọa lạc bên con sông kỳ cùng lãng bản sương mờ, chảy ngược độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Nơi đây có bến đò Thạch Độ, nay là cầu Kỳ Lừa Thơ Mộng. Dưới thời Lý Trần, triều đình đã cho xây dựng nhà công quán làm nơi nghỉ chân của sứ thần hai nước Việt Trung. Nhân dân đã xây dựng chùa gần nhà công quán, đặt tên là Diên Khánh Tự. Cũng vì nằm gần đoàn thành phía Bắc, nên dân gian vẫn quen gọi là chùa Thành như hiện nay. Theo vị trụ trì Thích Quảng Truyền, chùa Thành ở vị trí đắc địa nơi địa đầu Tổ quốc. Kết quả, pho tượng Phật về đến xứ Lạng mà những người trong cuộc như ông Phạm Xuân Phương, trụ trì Thích Quảng Truyền hay nghệ nhân Ba Cam chỉ có thể đúc kết trong một chữ duyên, một vòng tròn hoàn hảo.